hỏi nha, lúc không không cái que lúc nào cũng phải có em chạy cho bọn. cô giới thiệu về nồi đi xem nào. thì giới thiệu với quý khách, đây là sản phẩm nồi cháo. Nồi cháo này hiện giờ ở Việt Nam nó có thể nói là tốc độ đun nhanh nhất, độ sôi đều nhất. Đấy, cứ quay thẳng trực tiếp vào mặt độ sôi này cho khách hàng xem. Độ sôi hoàn hảo, nó sôi đều như thế này. Xôi tất cả các góc này. À, tất cả các góc sôi đều này đang dẫn đến cái nồi cháo mới được nhanh, nhanh chín, nhanh dừ. Thời gian thì tiết kiệm, mà nồi cháo thì là đun theo hệ tự động, mình không phải trông. Con núm điều chỉnh nhiệt. À, cái núm này mình đặt chế độ là đun tự động 1 tiếng là được nồi cháo rồi. Điện càng khỏe thì đun càng nhanh. Này nồi thì nó cao, có các loại nồi to nhỏ khác nhau tùy theo cửa hàng. Mức độ coi như là bán nhiều bán ít thì là mua cái song nó to hay nhỏ. Mỗi sản phẩm này giờ như là số 1 Việt Nam bố nhỉ? Sản phẩm này hiện giờ là duy nhất của cơ sở này sản xuất, còn các loại nồi trên thị trường hiện giờ là đang đun theo hệ là đun theo nồi cách thủy. Mà đun nồi cách thủy, nồi cháo này đun phải 3 tiếng mới được nồi cháo. Đấy, vậy 3 tiếng thì hết bao nhiêu điện? Đây thì lại chỉ có đun có 1 tiếng thôi, mà đun thì nó lại vừa đun vừa vừa nghỉ để đặt chế độ tự động. Nồi cháo vừa đun vừa nghỉ nên điện hết không bao nhiêu cả, một nồi cháo là hết cứ mấy nghìn tiền điện thôi. Nồi cháo này là mình cho nó có ít gạo nó loãng, có thêm thoải mái. Khách hàng nào mà bán cháo mà mua được nồi này là liền hạnh phúc rồi, là thu nhập tự khắc là sẽ tăng rồi, thuận tiện. Không phải suốt ngày ủ than cái thứ nữa độc hại. Than thiết nữa độc hại. Buôn thị điện cái này nó cũng có đắt đâu, một nồi này mà hết cơ hết mấy nghìn tiền điện mà nhà. Con từng tham khảo trên thị trường cũng nhiều nồi nồi cháo rồi, con chưa thấy nồi nồi cháo nào tân tiến như nồi cháo của xưởng mình cả. Thị trường hiện giờ mới đang đun là các xưởng khác đang làm là theo cái hệ là nồi cách thủy, là nước đun nước thôi nên là không có cái độ sôi như thế này. Đấy, cái ý phải đòi hỏi cái thời gian đun rất là lâu. Đun cách thủy thì nó phải có thời gian 3 tiếng 3 tiếng rưỡi mới được nồi cháo, với tính chi phí kinh tế thì 3 tiếng rưỡi thì hết bao nhiêu tiền điện mà phải đun liên tục, phải đun liên tục sôi liên tục thì cái độ cách thủy nó mới có. Còn cái nồi đun kiểu này á, là Xôi đều quay quá. quá đều, thế nó sẽ được tính là cái nồi cháo nó ưu việt nhất thị trường. Cầm mấy quan chưa có chung.
này thì bán được các loại cháo, cháo gà, cháo lòng, ủa, cháo vịt thì tuyệt vời rồi, cháo vịt thì nói Vân Đình đúng không, Vịt chỉ có cái đường thôi. cháo vịt Vân Đình có nồi này vừa luộc vịt vừa nấu cháo tuyệt vời. Điện này tự ngắt đấy, điện này ngắt nhưng mà nồi nó vẫn sôi, điện tắt rồi nồi vẫn sôi, lúc nào bắt đầu nó sôi nhỏ nhỏ thì điện nó lại tự đóng. Quá đều chỗ làm có độ sôi dẫn đến là cái nhiệt nó phân bổ đều, nhiệt phân bổ đều dẫn đến cái cháo nó chín nhanh nó ngon, thời gian nó sẽ được linh cái nồi cháo thời gian sẽ ngắn đi. Đây, gạo nở rất đều. Nhưng linh như cái khác thì nó chỉ linh được một chỗ là với trong một cái xoong nó chỉ cái lửa nó nhỏ một chỗ thôi. Thế mình xin được tắt, không cần phải máy quay máy nghiền gì cả. Này mà cháo dinh dưỡng thì đun thì là nhanh nhất rồi.